Ok, hôm nay mình quay trở lại cái buổi ngày hôm trước mình bị overload mấy cái ngữ pháp ở cuối ấy. Thì mình sẽ vào nốt cái phần đó nhé. Ngày hôm trước các bạn nhớ là mình đã nói về những cái gì chưa? Quay trở lại ôn bài một tí này. Ở đây có cái verb ta đi sư này. Và nhớ các bạn nhớ nhá, có một cái mà chị rất là hay nhầm nói từ cái buổi số 1 ấy, đó là mình cứ hay nói là sư rự. Sư rự, ví dụ như là bên kia sư rự hoặc là gì đấy sư rự là sai nhé, không, nó phải là sư rự. Và khi mà các bạn shadowing ấy, các bạn cũng để ý các cái câu mà của cô người Nhật cô ấy nói nhé, thì nó sẽ là như là mi ta đi si tê mát, chứ không phải mi ta đi si tê mát. Có thể là cái lỗi này chỉ là chị hay gặp thôi, còn những bạn nào ở bên Nhật nhiều thì chị nghĩ sẽ ít gặp hơn. Ví dụ như là it ta đi si mát hoặc là bên kia o si mát, sukudai o si mát, rồi cái gì đó sư rự, chứ không phải là sư rự. Thì các bạn để ý cái đấy nhá. Thì nó có cái ngữ pháp là verb ta đi sư này. Tiếp đến là rồi đô đà rồ hoặc là đô đề sổ, đúng không? Cái ngữ pháp này chị thấy rất là hay này. Hôm trước chị cũng vẫn chưa check lại được là các bạn nào nộp bài tập chưa ấy. Tại vì hôm qua chị vẫn chưa check lại được cái phần nộp bài tập của mọi người. Nhưng mà mọi người thử tìm ở trong cái phần chat hoặc là trong cái công việc của mọi người xem có nhiều người ta dùng các cái câu như là đô đà rồ hoặc là đô đề sổ hay không nhá. Chị thấy dùng rất là nhiều và mình có thể áp dụng nó vào trong thực tế. Cái ví dụ này chị cũng thấy rất là hay này. Ví dụ như là đô đà rồ, bình thường mình cứ hay thấy một cái người nào đấy người ta nói là đô đà rồ, đô đề sổ, thì để thể hiện rằng là cái suy nghĩ của người ta cũng không chắc chắn, không rõ ràng ấy, kiểu không biết thế nào nhỉ, không biết thế nào đây, đúng không? Thì lúc mà mình nói chuyện giao tiếp với lại người Nhật mà mình muốn cái câu của mình nó tự nhiên hơn thì mình sẽ dùng cái kiểu đô đà rồ, đô đề sổ này khá là nhiều và chị nghĩ là có thể áp dụng được vào trong thực tế này. Ngày hôm trước mình cũng học về cái phu đàn, đúng không? Phu đàn này thì nó bằng với lại mainichi. Phu đàn nó bằng với mainichi, có là hàng ngày rồi thường ngày thế nọ thế kia. Rồi mình có một cái từ đó là fudan yori này này. Ví dụ như là nó sẽ kém hơn thường ngày hoặc là tốt hơn thường ngày hoặc là nhiều hơn thường ngày, thì cái fudan yori này mình cũng hay dùng này. Các bạn tìm thêm cho chị một số câu nhé, tại vì cái buổi buổi số 4 này chị thấy đang ít ví dụ. Chị mới lấy được một số các cái ví dụ cơ bản thôi, còn chưa có nhiều ví dụ lắm. Thì trong cái cuốn sổ tay cộng đồng của mình thì cũng đang tổng hợp rồi, thì nó cũng chưa chưa đa dạng, hầu hết là những cái câu mà chị tìm thôi. Thì mọi người thử tìm thêm giúp chị nữa nhé. Thì cái Fuda Yori này mình cũng hay gặp này, ví dụ như là nó sẽ tăng hơn so với bình thường này, hoặc nhiều người hơn so với bình thường này, đúng không? Fuda Yori trong hôm trước là Zodai là tăng nhiều hơn so với thường ngày này. Đấy, hoặc là Fudan Yori gì đó để so sánh đấy. Rồi ngày hôm trước mình dùng cái hôm trước mình đang bị bỏ lửng ở đây là cái kanji ở trong bài đọc của mình. Ở trong bài đọc của mình các bạn còn nhớ là nó xuất hiện ở trong cái câu nào không? Trong bài đọc của mình là trong cái câu, trong tất cả các cái câu ở trong bài nó đều có cái từ là kanji da ro ka này, hoặc là dona kanji daro này, có là bạn cảm nhận như thế nào, rồi bạn thấy như thế nào này, bạn nghĩ ra sao, đúng không? Thì nó sẽ là kanji daro. Nhưng mà trong cái từ, trong cái bài này này thì nó sẽ là một cái dạng bình thường nhé. Nhưng mà chị thấy cái từ kanji daro này, tối ưu kanji này, hoặc là thì nó rất là dùng trong văn nói hàng ngày và chị rất là hay sử dụng cái cụm này. Ví dụ như là mình hay nói là cái kiểu như vậy này, cái kiểu như thế nọ, rồi cái kiểu như thế kia. Khi mà mình thể hiện cái suy nghĩ của mình nó kiểu nó không không chính xác hoặc là có thể vẫn còn ai mai ấy, thì chị rất là hay dùng cái tối ưu kanji desu đấy. Kiểu như thế, kiểu dạng như vậy, kiểu ý ý là như thế. Thì khi mà chị muốn mô tả một cái hoạt động nào đấy này, mô tả một cái công việc hoặc là một cái nội dung nào đấy, và sau khi mà chị nói hết một loạt các cái công đoạn rồi các cái nội dung mà mình muốn nói rồi, thì là chị kết thúc câu bằng tối ưu kanji desu, có nghĩa là kiểu như thế đấy, có là nó mang tính chất là tôi giải thích như vậy và nó
nó theo cái kiểu là gì, là tôi đang hiểu như thế và tôi đang nghĩ là như thế, tối ưu kan gì đấy. Thì ở đây chị có lấy được một số các cái ví dụ mà người Nhật người ta dùng ở trong cái tình huống công việc của chị. Thứ nhất là gì đây, các bạn thử dịch câu này xem nào. Kona kan gì đấy ekuse no yomikaki no mihon o tsukutte itadakenai desho ka, hontou ni simple na mono de kamaimasen. Ở đây mình có là gì, bạn nào thử dịch giúp chị nào. Ở đây nó có verb te itadakenai desho ka là cái ngữ pháp mà mình đã học ngày hôm trước này, là nghĩa là gì đấy? Bạn có thể tạo một cái vật mẫu đọc một ít trên Excel theo dạng như thế này được hay không, hay là giống như dạng như kiểu như thế này được hay không? Thì ở đây verb te itadakenai desho ka là ai ai đó làm cái gì đó cho mình đúng không, là bạn có thể giúp tôi được cái đề gì đấy hay không. Thì cái đề desho ka này không là mình cũng học ngày hôm trước rồi đúng không, là kiểu kính ngữ đấy đúng không. Bình thường mình chỉ cần nói là tsukute itadakemasen ka, tsukute itadakeru desho ka, thì cái từ desho ka này nó chính là kính ngữ hơn một tí. Bình thường nó chỉ là tsukute itadakemasen ka, nhưng mà chị thấy ở trong giáo trình thì người ta hay dùng là itadakemasen ka, nhưng mà trong thực tế thì chị thấy người ta ít dùng cái kiểu như thế. Chị thấy hầu hết là đều là tsukute itadakeru desho ka này, hoặc là tsukute itadakenai desho ka, thì cái từ desho ka này dùng rất là nhiều này. Ở đây cái từ mihon là bình thường nó là nghĩa của mình, nó là sample đúng không, sample là cái mẫu, cái mẫu hoặc là cái bản bản mẫu. Ở trong cái trường hợp này nó chính là cái file mẫu. Cái yomikaki ở đây là đọc và viết cái file Excel. Kona kanji thì ở này, trong cái bài này ấy, trong cái đoạn này là chị lấy ở một cái câu ở bên trên, cũng là cái câu bên trên là người ta giải thích là một cái file Excel nó sẽ có bao gồm các cái nội dung ABCD gì đấy, xong là Kona kanji desu là nhờ bạn tạo cho tôi một cái bản bản Excel có cái kiểu dạng như thế, kiểu kiểu như vậy ở bên trên. Đấy thì là đơn, ở đây nó có cái từ là kamaimasen. Cái kamaimasen này chị cũng thấy hay dùng này, nghĩa là gì? Không có vấn đề gì đâu. Cũng không sao cả, có là đơn giản thôi cũng được. Hontou ni simple na mono de kamaimasen. Đấy, kantan desu mo kamaimasen. Cái từ kamaimasen này rất là hay dùng này, cũng là bạn cứ viết đại khái thôi cũng được này. Đấy, simple na mono de kamaimasen. Kamaimasen. Đấy thì là cái từ kona kanji desu là thể hiện cái kiểu 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 dạng dạng như vậy. Tiếp này, PM to communicate tawa kona kanji de jikoku wa grey out ste. Đây là đọc là gì tự nhiên lại quên rồi, chị rất là hay quên đọc nha. Jichiro jikan nó chính là thời gian làm việc thực tế. Ví dụ như là mình làm việc một ngày 8 tiếng thì nó sẽ là jichiro jikan. Đây là một cái file báo cáo về thời gian làm việc thực tế của khi mà làm các cái dự án labo ấy, thì là mình sẽ phải báo cáo cho khách hàng là hàng ngày mình làm bao nhiêu tiếng, làm các cái nội dung công việc như thế nào. Thì nó có một cái bảng để báo cáo về Sagyo Jikan ấy, đó là cái thời gian làm việc ấy. Còn nếu như mà bạn nào làm ở xưởng sản xuất thì nó sẽ có là cái thời gian sản xuất của một ngày. Ví dụ là sản xuất từ 5 giờ đến 6 giờ thì được 500 piece chẳng hạn, 500 sản phẩm này, hoặc là từ 7 giờ đến 8 giờ thì chạy được 10 sản phẩm hoặc gì đấy, thì nó chính là cái bảng báo cáo thời gian hoạt động của máy, hoặc là thời gian hoạt động, thời gian làm việc của mình. Thì ở đây nó chính là jichiro jikan, là cái thời gian làm việc thực tế. Thời gian làm việc thực tế. Nomi, cái từ này là nomi. Hôm trước mình cũng có nói nomi với shika khác nhau ở cái gì rồi đúng không? Nomi thì mang ý là gì? Còn shika thì mang tí là gì? Từ từ, jichiro. Chị check lại phát nào xem chị đã có đọc nhầm không? Nomi Betakaki. Nó có phải là cái beta trong trong chữ kiểu beta bản phụ không chị? Em không nhớ nguyên cái câu đấy nó như thế nào, không biết cái nghĩa nó như thế nào. Cái Betakaki này các bạn về tra lại ở trên mạng nhé. Chị vừa tra thì nó là ra cái ý là viết và điền vào thôi.
Có nghĩa là thời gian của mình nó được viết liên tiếp và điền vào cho nó kín cái trang giấy này này. Thì nó sẽ là beta kaki, đế, đô, đế, sổ, cạ. Gọi là mình chỉ điền vào cái thời gian làm việc thực tế thôi. Cái kona kanji là các bạn nhìn thấy cái số 0033 và 00 này không? Có nghĩa là kiểu viết theo cái kiểu như vậy và viết theo cái dạng như vậy. Thì trong cái báo trong cái công việc của chị hiện tại bây giờ là người ta chỉ viết báo cáo cho các cái bạn dev là làm việc 8 tiếng một ngày thôi. Còn counter và PM thì do không tính tiền với khách hàng nên là chỉ viết đại khái là cái khoảng thời gian mà counter và PM cần làm để mà đối ứng cho dự án cái thời gian là khoảng bao nhiêu thôi. Nên nên cái từ beta kaki này chắc là nó cũng có ý là viết viết một cách gọi là đại khái và tạm thời vào đây thôi. Chỉ viết cái thời gian chứ không bình thường là các cái bạn dev là phải viết đủ là từ mấy giờ đến mấy giờ, nghỉ trưa bao nhiêu phút, bắt đầu từ mấy giờ rồi nội dung công việc ra sao. Còn các cái bạn counter và PM thì chỉ viết số thời gian làm việc thôi, không cần viết chi tiết cụ thể làm gì cả. Đấy kiểu như vậy. Thì cái từ kona kanji đế là cái phần hình ảnh này là cái hình ảnh mà người ta điền vào trong cái đoạn chat của mình ấy, để ý là cái kiểu như vậy. Đấy, kiểu như như thế này. Thì mình cứ hay nói trong giao tiếp hàng ngày là gì, kona kanji de i de sho ka, đúng không? Kiểu kiểu như thế này thì bạn thấy thế nào? Hoặc là kona kanji de report o kakimashita do de sho, đấy, hoặc là do daro, đúng không? Tôi đã viết cái báo cáo kiểu kiểu như thế này thì bạn thấy thế nào? Đấy thì mình áp dụng được cả hai cái ngữ pháp là kona kanji de và do daro hoặc là do de sho, đúng không? Hoặc là chị cứ hay nói là gì, tối ưu kanji desu. Đấy, tối ưu kanji desu thì ở đây miêu tả cái cảm giác của mình, kiểu ý nói là tôi đang hiểu như thế, cái kiểu kiểu như vậy thì anh thấy thế nào, anh thấy sao. Thì ví dụ các bạn thử dịch hai câu này giúp chị nào. Nếu mà là như vậy thì user sẽ phải tự nhập mỗi lần, có phải không? Có nghĩa là nếu mà là như thế, đúng không? Nếu như mà bạn như bạn nói ấy, thì là user của mình ấy là sẽ phải mỗi mỗi một lần vào cái màn hình đấy là sẽ phải tự nhập cái nội dung vào trong đấy, có phải không? Thì nếu như các bạn sẽ nói như thế nào, dịch theo kiểu word by word đi xem nào. Nếu mà là như vậy thì sẽ có cái từ gì? Nếu mà là như vậy xong là gì, tự nhập mỗi lần, cái từ tự nhập đấy là gì? Email đúng không chị? Cái từ nhập thì nó sẽ có là new lớp cự. Key new thì nó sẽ là viết viết vào một cái form ấy, bình thường mình hay nói là điền form thì sẽ là key new shimasu. Còn nếu mà nhập ấy thì nó chỉ là new lớp cự suru thôi. Đấy, suru, new lớp cự suru. Nhập là input cái thông tin vào ấy, như là mình nhập thông tin vào trong trang web này, hoặc là mình nhập thông tin vào đâu đấy thì nó sẽ là new local suru. Nếu mà là như vậy có từ gì? Số đất tật hả? Sodatara. Sodatara là văn nói rồi thì chuyển sang văn hoặc là đế đề bà đi, đúng không? Đế đề bà hoặc là sô sư đề bà, đế đề bà này, sô sư đề bà này, sô đắt tà là đều được, ok. Thì user thì vẫn dùng user nhé, phải tự nhập. Cái tự nhập là gì? Nhập là new local cự rồi. Bây giờ có từ mỗi lần nữa, mỗi lần là gì? Mai cai Đúng rồi, mai cai. Nhập là new local cự, tự là gì? Tự nhập thôi, gì bưng đế, đúng không? bưng Dì, đề mai cai đúng không? đi Mai được cai gì cứ bưng đế new lốc cự. Có đi phải không? tốt đi kia mai để show các Ừ. Đúng không? Ở đây nó có đế để bà, câu này là người Nhật người ta viết nên là chị để nguyên. Các bạn có thể chuyển nó thành là đế để bà hoặc là sô sư để bà hoặc là sô đắt tà là mai cai dì bưng đế new lốc cự sinai tốt ikenai tối ưu kanji để sửa nét, có là có phải như vậy không? Tại vì ở đây nó có cái từ đế đề bà. Đế đề bà có nghĩa là gì? Là nếu mà là như anh nói thì tôi đang hiểu là như thế này, có phải không? Thì một các bạn có thể dùng là tối ưu kanji để nên là theo kiểu là tôi không chắc chắn là tôi hiểu như thế này có đúng không, nhưng mà tôi đang nghĩ là như thế thì là tối ưu kanji để nên đấy. Hoặc là các bạn cũng có thể dùng là gì, tối ưu, Nishiki để áp đúng rồi, đúng
chuẩn. Tôi yêu Ninsiki đế, đúng không? Có là tôi đang hiểu như vậy thì có đúng không? Hoặc là tôi yêu ly cai đế, tôi đang hiểu như vậy. Tôi yêu ly cai đế, atte được để sổ cạn. Hoặc là tôi yêu ly cai đế, dai dô bự để sổ cạn. Thì mấy cái đoạn mà tôi yêu ly cai, tôi yêu Ninsiki thì nó hơi cứng một tí. Có là cái cách nói của nó hơi hơi cứng một tí. Thì chuyển trong văn nói hoặc là theo cái kiểu thân mật hơn, xuồng xã hơn thì sẽ là tôi yêu kanji để snake. Đấy, thì các bạn hiểu cái cách dùng của nó chưa? Tiếp này, tôi sẽ nói với khách hàng là xử lý tới thứ hai tuần sau, rồi họ check xong sẽ up lên môi trường thật trong tuần sau nhé. Tôi sẽ nói với khách hàng là xử lý tới thứ hai tuần sau. Gọi là xử lý thì dùng cái từ gì? Taiyo, đúng rồi. Taiyo suru là xử lý. Tới thứ hai tuần sau thì là dai shu getsu yobi made. Made ni? Made ni. Made ni luôn, có nghĩa là có thể là mình sẽ xử lý xong sớm hơn. Hoặc là cùng lắm thì là đến thứ hai tuần sau. Thì là made ni. Rồi. Rồi họ check xong sẽ up lên môi trường thật. Môi trường thật thì là Hongbang Kankyo rồi. Trong tuần sau nhé. Kakunin si kakunin owari shidai Hongbang Kankyo ni raishu nai Hongbang Kankyo ni đúng rồi, up suru. Ở đây hane, nó có hane. Em quên mất cái từ hane. Hane cũng được, hoặc em dùng cái từ up cũng được. Ở đây nó sẽ có một cái từ là tôi sẽ nói với khách hàng là này. Cái ý chính ở đây là tôi sẽ nói với khách hàng là, thì nó chính là tôi yêu kanji de otsutai shimasu ne. Có là tôi sẽ nói với khách hàng kiểu như vậy thì có được không? Nhé. Cái từ nhé đây này. Thì tiếng Việt này do là chị dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt nên là có thể là nó cũng sẽ không khớp nhau hoàn toàn. Nhưng mà ý chị muốn nói ở đây đó là gì? Tôi sẽ nói với khách hàng là nhé, đúng không? Thì là otsutai shimasu ne. Ở đây sẽ nói với khách hàng thì là tôi sẽ truyền đạt với họ là như thế. Thì ở đây là otsutai shimasu là kính ngữ này, khiêm nhường ngữ chứ. Khiêm nhường ngữ, đúng không? Tôi sẽ nói với khách hàng là như thế nhé. Thì cái từ nhé đấy là gì? Là kiểu thân mật, thân thiện, xuồng xã và kiểu kiểu như vậy, đúng không? Thì tôi sẽ nói như vậy thì là nhé. Thì là tôi yêu kanji de otsutai shimasu ne. Đấy, thì cái câu này nó sẽ rất là mềm mại này, đúng không? Made ni taioshi, đúng không? Tôi sẽ xử lý đến thứ hai tuần sau. Là getsuobi made ni taioshi. Rồi làm sao họ sẽ check. Check thì là kakunin, đúng không? Họ sẽ check ở đây có là khách hàng check, đúng không? Nhưng mà cái chủ ngữ của mình ở đây nó chính là watashi. Ok chưa? Nên cái từ kakunin này không phải là tôi check mà là họ check. Vậy họ check ở đây thì mình phải chuyển cái gì? Chuyển cái động từ của mình nó sang cái dạng khác đi. Thì chuyển là gokakunin itaraki, có là gì? Khách hàng nó sẽ check cho mình. Còn nếu như mà kakunin si thì nó lại thành là ai check rồi? Mình check. Đúng không? Đấy. Mọi hiểu cái ý đấy không? Thì bao giờ cũng thế, cái chủ ngữ của mình ấy đầu đuôi là phải khớp nhau. Cái đầu với cái đuôi của mình nó phải khớp nhau. Còn ở giữa đấy mà xuất hiện những cái động từ và những cái hành động của người khác ấy, thì mình bắt buộc phải đi chuyển cái động từ của cái từ đó theo cái kiểu ngữ pháp khác, có thể là thể sai khiến hoặc là thể gì đó tùy nhá. Nhưng trong trường hợp này nó chính là gì? Bên khách hàng nó sẽ check giúp mình xong thì sẽ up lên môi trường thật. Vậy ai là up lên môi trường thật? Thì lại là mình up đấy. Nên là nó là gì? Gokakunin itaraki. Thì ở đây không hề có cái từ khách hàng nhá, không hề có cái từ họ nhá, nhưng mà mình vẫn hiểu là bên đối phương gokakunin itaraki raishu chiu de
hông bang upper cũng được, hoặc là hông bang hang e cũng được. Tôi yêu kanji de ochitae shimasu ne. Đấy, thì khi mà mình chuyển ngữ sang thì mình cũng để ý mấy cái đấy. Ok chưa? Tiếp này. Tiếp đây, ví dụ như cái này. Cái này thì chị yêu cầu các bạn dịch thôi. Cái này thì dùng mấy cái tối ưu kanji đấy. Bây giờ cái câu này. Zenkai kosu o teiji shita ga nan de shikan ga kakatta no ka? Shitsumon ga arimashita ga gakunin saigyo de shikan ga kakatta to no hōkoku o shite owatta kyoku ga arimashita arimasu ga 具体的に何にに時間がかかったのか、先方は知りたいという感じだと思うので、ここの点をどう埋めるか相談したいです。Cái này, bối cảnh của nó này là bác xã Châu ở bên chị. Bác ấy đề cập rằng khi mà họp với khách hàng ấy, thì bác ấy cảm nhận rằng là bên khách hàng đang muốn biết là tại sao mình lại mất nhiều thời gian để làm như thế, nhưng mà họ không có nói rõ, họ không có nói rõ ra đấy. Thì là bác ấy nói câu này, thì bây giờ mình dịch thế nào nào? Zenkai là gì? Lần trước này, gì nào? Cô sư này thì là hôm trước học rồi này, là gì? Công số. Đúng rồi, công số hay là cái thời gian cần thiết để mà làm một cái việc gì đó. TG là gì? Với công số. Không phải. TG là dùng hay, rất hay dùng cái từ này luôn. Gì? Tiếng Việt nó chính là cái từ trình bày ấy các bạn. Trình bày. Khi mà chúng ta trình bày cái nội dung đấy, trình bày ở đây theo không kiểu trong trình bày ở đây theo cái kiểu là trình bày ở dưới dạng báo cáo, dưới dạng văn bản. Trình bày dưới dạng báo cáo văn bản thì nó sẽ dùng cái từ này. Là gì? Ngày hôm trước làm sao? Mình đã báo cáo công số. Đúng rồi. Tuy nhiên đã có câu hỏi về vấn đề là tại sao mà lại tốn nhiều thời gian đến như vậy. Đúng rồi. Thời gian như thế. Kakunin saigyo de shikan ga kakatta to no hōkoku o shite owatta kiyoku ga arimasu ga. Tôi cũng đã cũng có nhớ rằng đã nhận được thông báo ạ. Thông báo về việc tốn thời gian trong việc xác nhận công việc. Không phải. Cái gì nói lại xem nào, chủ ngữ là thế nào? Nhớ nhá, cái chủ ngữ này nó đang biến hóa này. Chủ ngữ là tôi ạ. Cái kiyoku ga arimasu ga này là tôi rồi, chính xác là tôi rồi. Là tôi có nhớ là, đúng không? Kiyoku ga arimasu ga, tôi có nhớ là. Bình thường mình hay dùng cái từ là oboite mas, đúng không? Vâng. Nhưng mà đừng oboite mas thì nó cũng là một từ, nhưng mà trong cái câu này người Nhật người ta dùng là kyoku ga, có là tôi nhớ là như thế. Rất là hay nha các bạn, nó khác cái từ oboite ru nha. Oboite ru. Oboite ru giống như kiểu mình học từ vựng hay mình nhớ. Ừ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, còn đây nó thì tôi nhớ là hình như trong cái buổi họp ngày hôm đấy người ta nói như thế đấy, thì là phải dùng là kyoku ga arimasu. Đấy, tôi nhớ là gì? Thì cái đoạn mà hōkoku shite owatta này nó là chủ ngữ là gì? Là ai? Không phải là tôi nữa. Mà là bên mình, hoặc là cái bên mình nhá, có là cái người báo cáo ở trong cái buổi họp ngày hôm đấy. Là mình gì? Đã báo cáo về... Chúng ta đã báo cáo là về cái báo cáo tố nô đây là báo cáo là, đúng không? Báo cáo là cái thời gian, cái việc mà xác nhận lại công việc. Ở đây nó có cái từ đế. Đế ở đây là gì nhỉ? Vì. Đúng rồi. Vì là
vì mất thời gian confirm. Sagyo ở đây là công việc nhé, Kakunin ở đây là vì confirm, check, xác nhận ấy. Vì cái việc confirm, xác nhận, vì phải check nên là tốn thời gian, có là mất thời gian vì cái việc là confirm và check. Hokoku shite owatta có là tôi mình, chúng ta chỉ có báo cáo như vậy rồi thôi, đúng không? Báo cáo như vậy, báo cáo mỗi như vậy rồi thôi. Tôi nhớ là ngày hôm trước khi chúng ta trình bày về cái phần số ngày làm việc hoặc là cái công số làm việc thì đã có cái câu hỏi từ phía khách hàng là tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy. Tuy nhiên chúng ta chỉ có báo cáo rằng là mất nhiều thời gian để test hoặc là mất nhiều thời gian để mà confirm rồi check các kiểu rồi thôi. Thì gư tai tiki ni nani ni shikan ga kakatta no ka, thì cụ thể là gì, chúng ta đã mất nhiều thời gian cho cái việc gì. Ở đây nó có gì, nani ni shikan ga kakatta no ka, senpo wa saritai shiritai to yu. Đấy thì tôi làm sao, tôi có cái cảm giác là khách, có cảm giác là bên phía khách hàng muốn biết rõ cụ thể là đã tốn thời gian vào việc gì. Đúng rồi, thế nên là koko no te no do umeru, cái từ umeru này rất hay luôn này. Umeru có nghĩa là gì? Đào sâu hơn. Đâu, umeru là lấp. Umeru bình thường nó là lấp đầy đúng không? Lấp hố này, lấp gì đó. Thì umeru ở đây là gì? Lấp những cái chỗ mà còn thiếu sót hay còn gọi là gì? Để mà có thể bù đắp này, hoặc là để mà có thể làm sao bù đắp này, hoặc là có thể lấp đầy cái chỗ trống đó, hay là lấp đầy cái sơ hở đó. Nhưng mà tiếng Việt nghĩa nó là như thế nhá, còn đâu mình dùng cái từ nào đấy cho nó văn vẻ thôi. Vì tôi muốn làm cái cách nào để mà có thể giải quyết, hoặc là để có thể xử lý này, hoặc là để có thể giải quyết được cái chỗ trống đó này, hoặc là có thể lấp đầy được cái vấn đề đó này, đúng không? Thì cái từ umeru này rất là khó dịch. Bình thường nghĩa của nó là lấp đầy này, chôn này, đúng không? Thì ở đây nó chính là lấp đầy cái điểm mà còn thiếu sót đấy. Sodan shitai desu, là tôi rất là muốn trao đổi về cách để mà làm thế nào để mà có thể làm sao xử lý được cái điểm này. Ok, vậy tối ưu kanji ở đây nó là gì? Kiểu thể hiện cái gì? Cảm nhận của người nói. Cái cảm nhận của người nói, và nó không rõ ràng, có là khách hàng nó không nói hẳn ra nhưng mà tôi có cảm nhận như thế, đúng không? Và thường dùng trong trường hợp là miêu tả cái cảm xúc, cảm nghĩ của mình, đúng không? Và nó theo cái kiểu là nó là mềm câu nữa. Tôi yêu kanji da to omou no de koko no te no. Đấy, tôi nhớ lần trước lúc trình bày phần công số, khách hàng có hỏi tại sao lại mất nhiều thời gian, thì chúng ta chỉ có trả lời rồi thôi. Nhưng tôi nghĩ chắc là khách hàng, tôi nghĩ chắc là, đúng không? Chắc là này, khách hàng cũng muốn biết cụ thể mất thời gian cho việc gì, nên tôi muốn bàn xem bổ sung điểm này như thế nào. Đấy, ok. Đấy thì nghe nó kiểu như là giống người Nhật nói nhỉ, nghe nó không? Thì nó là người Nhật nói đấy, nên là mình hãy, có nghĩa là trong cái giáo trình của mình, ở cái giáo trình GLPT N2 hoặc là N1 nào đấy ấy, thì là mình vẫn có cái cảm giác nào đấy nó rất là cứng, đúng không? Hoặc là nó không có cái sự uyển chuyển trong cái cách mà nói. Nhưng mà khi mà giao tiếp với người Nhật ấy, mình phải, chị rất là muốn có một cái kỹ năng là làm thế nào để nói với người Nhật mà có thể kiểu uyển chuyển được như người ta ấy. Nên là chị rất là hay để ý xem là người Nhật người ta nói thế nào. Và đặc biệt trong IT chị làm thì người ta viết rất là nhiều, nên là mình học rất là dễ. Còn nếu như bạn nào mà ngày xưa chị nhớ mà làm ở khu công nghiệp chẳng hạn, thì hầu hết lại là trao đổi bằng nói, thì là mình sẽ hơi, mình cũng học được, nhưng mà mình sẽ khó học hơn một tí vì mình nó không có cái văn bản để mình đọng lại. Thế thì mình phải chịu khó mình nghe nhiều hơn, hoặc là mình memo lại nhiều hơn. Còn trong IT thì đặc biệt là chat rất là nhiều, nên là mình chỉ cần search một cái keyword nào đấy thôi là nó ra toàn bộ cả một quá trình mình làm việc luôn, người Nhật người ta đã nói như thế nào, mà đặc biệt cái công việc đấy nó lại liên quan tới cái công việc của mình nữa ấy. Cái nội dung đấy mà nó liên quan đến công việc của mình nữa thì mình nhớ rất là lâu, và sau này mình có thể áp dụng được vào trong cái công việc của mình bằng cách sử dụng chính những cái từ mà người ta nói, như kiểu như thế này này. Đấy, thì là ngày hôm trước, có cái hôm mà offline chị có nói một cái câu mà cái hôm đấy cái ông người Nhật ông ấy sang ấy, ông ấy thấy chị nói chuyện với lại cái bạn
người Nhật ở bên mình ấy thì là bạn kiểu là chị nói chuyện như bình thường thôi, nhưng mà chị thấy rằng là gần đây chị có cái khả năng chị nói được những cái câu kiểu như tối ưu kanji để hoặc là đô là rồi hoặc là đô đề số, những cái kiểu mà theo cái kiểu là như kiểu trao đổi kiểu bạn bè hoặc là trao đổi theo cái kiểu là cùng nhau chia sẻ cái suy nghĩ và cái ý tưởng của nhau, chứ không phải chỉ đơn giản là A là B, B là C. Thì ông người Nhật ông ấy nói rằng là tại sao công tơ mà y nói là cũng có thể trao đổi được giống một cách tự nhiên như thế á. Đấy thì chị cũng được nhận một cái lời khen như thế. Thực sự lúc đấy mà chị nghe xong chị thấy ừ đúng thật, là cách đây so với 10 năm trở về trước hoặc so với cái thời mà mình mới đi làm ấy, thì mình thấy là mình chỉ có nói là à, cô đều á, đề sự, đúng không? Hoặc là nani nani đề sự hoặc nani nani shimasu thôi. Nhưng mà gần đây mình thấy rằng là mình khi mà mình đi tìm hiểu và mình đi soi này những cái mà kiểu người Nhật người ta hay nói ấy, thì mình dần dần mình sẽ tự mình vận được vào người mình ấy những cái mà người ta nói làm thế nào, kiểu những cái keyword nhỏ nhỏ, những cái chi tiết nhỏ nhỏ để giúp cho mình nói được tự nhiên hơn ấy, bằng cái cách mà mình phân tích. Đấy, thế nên là trong cái những cái buổi này là chị muốn phân tích ra được những cái đấy để các bạn nhìn thấy được là đây là những cái ví dụ của chị thôi nhá. Còn lại là các bạn phải tự đi về cái chính cái công việc của các bạn thấy ra là người Nhật ở trong công ty mình người ta dùng cái từ đấy hay không? Người ta dùng những cái từ như thế nào, người ta dùng những cái câu như thế nào thì hãy bắt chước họ. Cái chính là phải bắt chước được họ và có thể nói được chính ở trong cái công việc của mình ấy. Tất cả những cái từ mà chị nêu ra ở đây hoặc là những cái ngữ pháp ở đây thì chắc chắn nó là thường ngày rồi. Chị nghĩ là sẽ dùng nhiều nên là chị mong là những cái từ này nó sẽ xuất hiện nhiều ở trong cái cuộc sống của các bạn nữa. Đấy, thì nếu như mà bạn nào thấy bắt gặp những cái gì ấy mà thấy rằng là nó trùng khớp với những cái gì mà chị chia sẻ, mà nó sau là nói rằng là, à em thấy hôm nay người ta nói cái câu này này giống cái câu chị chia sẻ này là chị rất là vui luôn, nên là rất là mong thời gian tới chị sẽ nhận được nhiều những cái ý kiến như thế nhá. Vì bản chất là chị thấy gặp nhiều đấy, chị thấy gặp rất là nhiều những cái này là chị thấy gặp nhiều lắm. Rồi quay trở lại này, cái bài ngày hôm trước chị có nói rằng là chúng ta làm gì nhỉ? Chúng ta xem cái video mà chị đăng, các bạn đã xem chưa? Em xem rồi đấy chị ạ. Đấy thì bây giờ nhá, mình nghe qua một lượt nhá, xong là chị muốn là các bạn shadowing lại hoặc là không cần phải shadowing lại hết toàn bộ cái video này, mà các bạn hãy shadowing lại cái câu mà nó có cái ngữ pháp mà mình muốn học. Ok không? Thì bây giờ mình thử nghe lại xem là cái cách mà mình shadowing nhá. Bây giờ chị sẽ bật này. Chị mở lại cho nó chạy một xíu rồi em nghe lại. Ok nghe nhá. Một người, いつも実はここに、有名な人が話している言葉をちょっと持ってきてるんですけど、今日はヘンリー・デイビッド・トローさんって言って、結構ね、昔の方なんですけどね。Có nghe thấy không? Nghe rõ chị ạ. Ok, thì ở đây trong cái câu này có cái phần sóc rồi nhá. Thì là các bạn có cái từ nào mà các bạn thấy thích nào? Nó có cái từ là motte kiterun desu kedo. Cái này thì các bạn phải nghe trước ở nhà rồi nhá. Còn hôm nay nghe thì nếu mà không nghe thấy thì là cũng chịu thôi nhá. Mình chỉ lấy cái keyword thôi nhá. Ở đây nó có cái từ jitsu đúng không?有名な人が話している言葉をちょっと持ってきてるんですけど、Motte đúng không? Motte kiterun, motte kiterun desu kedo. Thì các bạn nhớ là motte mot đúng không? Cái là khi mà mình bắt chước ấy, mình phải bắt chước được cái accento người ta, đúng không nào? Chỗ nào cao, chỗ nào thấp. Thì lúc đầu ấy mình sẽ chỉ cần để ý vào các cái động từ thôi. Xong dần dần khi mà mình để ý được động từ rồi thì mình sẽ để ý các cái từ ở phía bên trong. Thì dần dần cái accento của mình nó sẽ khá hơn. Đấy, thì ở đây nó có cái từ motte kiterun desu kedo, có nghĩa là gì? Jitsu wa koko ni, đúng không? Koko ni là cái chỗ này. Motte kiru, motte kuru là gì các bạn? Tôi đem đến đây Đúng rồi, có mà nghĩa là tôi sẽ đem, cần đúng rồi, tôi sẽ đem hoặc là tôi sẽ trích dẫn. Ở trong cái câu này nó có nghĩa là gì? Tôi sẽ mang những cái câu, tôi sẽ trích dẫn hoặc là tôi sẽ để ở đây, mang tới đây những cái câu mà kiểu danh ngôn ấy. Thì đây là một cái video của cái cô Mai, cô ấy làm ở trong cái khóa sạc cơ bưng của chị.
thì là cứ mỗi một buổi đấy là cô ấy sẽ mang một cái câu danh ngôn nào đấy cô ấy cho vào đây. Đấy thì là mốt tê cơ rự là tôi sẽ mang đến và để ở đây. Cô cô ní mà đúng không? Cô cô ní mốt tê tê rừng đế sê đô. Kiểu hê đi đê vi tô tô rô sạc tê yếu tê. Mà nó kết quả là cái nó cắt nặng đế sê đô nè. Ở đây nó có cái từ là kết cổ. Kết cổ là các bạn có thấy là trong giáo trình GLPT thì rất ít khi dùng cái từ kết cổ này không? Nhưng mà trong đời sống hàng ngày chị thấy dùng rất nhiều. Là kekko muzukashi là khá là gì? Khá là xa xưa rồi, khá là lâu rồi. Hoặc là kekko cộng với một cái tính từ nào đấy thì thể hiện là khá là cái gì đó. Và chị thấy là dùng rất là nhiều. Nó đi với một tính từ. Ví dụ như là kekko takai desu ne, có là cái này đắt nhỉ. Đúng không? Hoặc là kekko furui desu, có là cái này nó cũ lắm rồi. Thì chị thấy cái từ kết cổ này dùng hay dùng rất nhiều này. Thì đến cái phần nội dung của cái ông này nhá, thì nó có cái từ izo. Izo này nó không chỉ đơn giản là dùng trong số lượng, ví dụ như là lớn hơn 2 hoặc là lớn hơn 5 hoặc là lớn hơn 10, mà nó còn được dùng ở trong trường hợp là gì? Lớn hơn những cái gì? Trừu tượng. Thì ở trong cái này nó là gì? Nayo izo. Đúng không? Thì các bạn để ý cô Nhật vừa nói này. Nayo izo no koto. Nghe nghe lại cái đoạn này nhá. Nayo izo no koto. Nayo izo no koto. Nayo izo no koto. Các bạn, cái từ na đấy là thấp hay cao? Nayo izo no koto là gì? Thấp hay cao? Nghe lại nhá. Nayo izo no koto. Cái từ na với từ y đúng không? Nayo izo. Alo, đâu rồi? Vẫn nghe chứ đúng không? Vâng. Ờ. Nghe. Nayo izo là gì? Từ cái từ na, từ y đúng không? Cái từ na đấy là thấp, thấp hay là cao? Cái chữ na với cái chữ y là chữ nào cao hơn? À, chắc phải viết chữ na với chữ y rồi chị. Nayo izo no koto. Chờ chị tí nhá, để chị làm là để chị viết được này. Đây. SP này. Có một cái quy tắc ở trong tiếng Nhật nhá, là khi mà phát âm ấy. Để ẩn nó đi. Là âm đầu tiên. Đánh nhầm. Âm đầu tiên và âm thứ hai không bao giờ cùng tông. Ví dụ. Ví dụ như là các cự cô tô. Hôm trước mình học cái từ là các cự cô tô đúng không? Nhớ từ này chưa? Thì chị có viết là gì? Là thế này đúng không? Ca đúng không? Là cái từ ca với từ cư là khác nhau. Gọi là ca thấp và cư à nhầm ca cư và nhầm ca cao và cư thấp đúng không? Hoặc là ví dụ từ khác này, từ Nihon. Hoặc là gạc hoặc là gì ạ? À? Dai gạc cự hoặc là ni hông cho dễ. Ni hông. Thì cái từ ni hông thì nó sẽ là từ ni và từ hông đúng không? Ni hông, ni hông. Thì nó là cái là âm âm gì? Như này đúng không? Ni hông. Thì là âm ni thấp còn âm hông cao đúng không? Còn từ gì đấy nhỉ? Mà hay gặp nhỉ? Từ sitemasuka. Cái từ là siteru. Nhớ cái từ sitte được không? Sitte được. Đúng không? Sitte được. Thì sẽ là gì? Như này đúng không? Ok. Vậy hôm nay mình học là mình vừa nghe cái từ gì? Nayo izo ạ. Con chào mẹ. Mẹ chào con. Nayo izo.
thì là gì? Thì các bạn nghe xem nó là gì? Thì nó như này này. Như này. Và có một cái quy tắc nữa thứ hai này. Cái quy tắc thứ nhất thì là âm đầu tiên và âm thứ hai không bao giờ cùng tông, có là cái âm cao thì dưới phải thấp và âm thấp thì dưới phải cao. Đấy là quy tắc bất di bất dịch. Quy tắc thứ hai đó là nhầm. Khi mà ghép hai danh từ ghép với nhau. Ghép hai danh từ với nhau. Thì là ví dụ nhá. Hai cái từ ví dụ như là Hà Nội đây gạch cự, ví dụ từ Hà Nội nhá. Hà Nội đây gạch cự bình thường sẽ là đai gạch cự. Ví dụ như là từ này. Ví dụ là từ đai gạch cự thì nếu mà đứng một mình, đọc một mình thì nó là nhầm. Đa đờ đa đờ chữ viết này bị sai rồi. Đai gạch cự. Đây đúng không? Thì là sẽ là đai gạch cự. Đai gạch cự. Và Hà Nội đai gạch cự thì sẽ là Hà Nội đúng không? Hà Nội đai gạch cự. Nhưng mà nếu mà Hà Nội đai gạch cự thì nó bị xuống hai lần ấy. Nó sẽ bị xuống hai lần nên khi mà hai danh từ nó ghép với nhau ấy thì bình thường đứng một mình thì nó sẽ là đai gạch cự, nhưng mà đi ghép với một cái danh từ ở đằng trước là Hà Nội đai gạch thì sẽ là Hà Nội đai gạch cự. Mọi người hiểu không? Nên nó sẽ thành ví dụ như là cái từ này Izo đúng không? Izo đứng một mình là Izo. Nayo đứng một mình là Nayo. Nhưng mà sẽ khi mà ghép với nhau thì là Nayo Izo. Thì cái từ Y đấy bình thường nếu đứng một mình thì nó là thấp. Nhưng mà khi ghép hai cái danh từ này với nhau thì nó sẽ là gì? Nayo Izo. Thì nó sẽ chỉ nó sẽ là tèn bằng nhau ở phía đằng sau ấy. Đấy, nhưng khi mà ghép hai danh từ này với nhau ấy thì cái âm của mình nó cũng sẽ bị biến đổi đi một chút. Thế nên là khi mà mình nghe ở trong một câu ấy, mình thấy một cái cụm danh từ nào đấy dài ấy, thì mình sẽ để ý một chút xem là cái từ đấy người ta đọc như thế nào. Ví dụ như trong cái bài này, các bạn nghe lại xem có đúng là Nayo Izo này không nhá. Bình thường sẽ là Izo, nhưng mà khi ghép vào nó thành là Izo. Nghe tiếp này. まあ、いつも実はここに、まあ、あの、結構ね、昔の方なんですけどね。え、真、誠に、の方ですね。誠に。誠に、うわ、誠に、まあ、の、たぶんや、誠に。素晴らしい本。素晴らしい本は、内容以上のこと。 内容以上のこと。教えてくれる。その本を置き。その本を置き。仕入れた知恵を試したくなる。仕入れた知恵を、 bình thường mình hay nói là 知恵, nhưng mà ở đây khi ghép với cái từ là 仕入れた 知恵 thì nó sẽ là cái từ 知 nên nó sẽ cao lên một chút, nghe lại nhé. その本を置き仕入れた知恵。 chị nhầm rồi. 仕入れた chứ không phải 仕入れた. Nghe lại. その本を置き仕入れた知恵を試したくなる. Đấy, khi bạn thấy cái giọng nói của mỗi người thì khác nhau, nhưng mà cao thấp thì chắc chắn sẽ giống nhau. Đấy. 読むことで。 đúng không? Không phải là 読むことで mà 読むことで. 行動せずには行動、行動、cô thì sẽ âm cô với âm ư ấy là phải lệch tông nhau thì sẽ là lên dần đúng không? Chữ cô thấp, chữ ư cao dần. 行動せずいられなくなるのだ。いられなくなるのだ. Thì đấy là cái cách mà mình phải luyện để mà shadowing được nhé. Nghe lại này. その本を置き仕入れた知恵を試したくなる。読むことで 読むことで 行動せずには
Kodosezuniwa irarenaku naru no da. Đấy. Thì các bạn thấy không? Cô ấy nói rất là chậm, thì bản chất cái khóa học cái chỗ này là cô ấy nói chậm bởi vì các bạn ấy học là chỉ có tầm N3 N3 trở lên thôi, nhưng mà chính vì nói chậm như thế thì mình có thể luyện được cái shadowing một cách rất là rõ. Thì đấy là cái câu mà ông ấy nói nhá. Là làm sao một cái cuốn sách hay là cái cuốn sách mà giúp cho mình gọi là gì? Nhiều hơn những cái gì mà nội dung đưa ra. Đặt sách xuống thì mình muốn thử nghiệm những cái mà trong sách người ta viết, thì đấy là, và mình muốn hành động để làm theo những cái gì mà cái kiến thức mà mình có từ cuốn sách đấy, thì đấy là một cái cuốn sách hay. Đấy, thì trong cái bài này nó có trong cái đoạn này, trong cái video này nó còn có một cái đoạn là nói về cái gì, nói về Sitari với lại Vớp Tê Tamarana ấy. Thì các bạn giúp chị là về nhà thử nghe đi, nghe theo cái kiểu mà chị vừa phân tích ấy, và thử bắt chước một câu thôi cũng được nhá, không cần phải bắt chước cả đoạn, mà bắt chước một câu, một cái câu nào mà mình thấy hay có thể bắt chước lại chính cái câu mà cái ông Henry David này ông ấy viết chẳng hạn, mà cô người Nhật cô ấy đọc, hoặc là các bạn bắt chước lại cái câu mà vớp tà đi ấy, hoặc là cái câu mà vớp tê tamarana ấy, hoặc là cái câu nào thích trong cái đoạn này thì các bạn thử bắt chước lại, và bắt chước lại y hệt theo đúng cái tông giọng. Thực ra tông giọng của mỗi người khác nhau, theo đúng cái âm cao và âm thấp của người ta, xem là mình có làm được không và mình có phân tích được không. Một cái cách nữa để giúp cho các bạn shadowing đó là các bạn có thể đánh lại cái câu tiếng Nhật đấy vào trong cái cuốn từ điển OJAD. Các bạn biết cái OJAD không? Thì tí nữa chị sẽ gửi cho các bạn cái link mà ngày xưa chị làm với lại bên lớp shadowing ấy, thì là có một cái video hướng dẫn về cái cách mà nếu mà mình không có lần cho lúc mà mình nghe mà mình không nhận diện được đâu là thấp đâu là cao ấy, thì mình có thể nhờ sự trợ giúp, thì nó có một cái cuốn từ điển để mà có thể trợ giúp cái đấy. Tất nhiên là trong thời gian đầu ấy, thì cái việc tra từ điển là một cái việc vô cùng là mất thời gian ấy, chị thấy mất thời gian kinh khủng. Nhưng mà giống như kiểu tiếng Anh ấy, là nó chỉ có khoảng tầm 1.000 từ đến 2.000 từ là mình có thể nói được ngon rồi. Cái số lượng từ sử dụng trong đời sống hàng ngày nó không nhiều đến mức mà không nhiều đến mức như thế. Nên là mình chỉ cần biết được vài từ và mình nghe dần một vài lần, tức là mình sẽ hình dung ra được, cái câu đấy người ta nói thấp nói cao, là cái mà chị học được. Có là cái đợt đầu tiên mà chị shadowing, các bạn nếu mà nào theo dõi chị, bạn sẽ thấy là cái đợt đầu tiên chị shadowing nghe nó chói tai, là một thứ nhất là nghe nó chói tai, thứ hai là nghe nó cái âm giọng của nó buồn cười lắm. Nhưng mà chị cứ bắt chước dần thì dần thì sau đến bây giờ chị mới cảm nhận thực sự được rõ ràng là chị có thể nói và có thể bắt chước được người Nhật. Tất nhiên là không thể nào 100% được nhá, nhưng mà nó khá là mình nghe và mình bắt chước được theo đúng những cái gì mình tóm được. Cái từ là ngày xưa chị rất hay nhầm cái từ là kai sha, là sai, không phải kai sha mà là kai sha, cái từ công ty ấy, đúng không? Ngày xưa chị cứ kai sha là sai hoàn toàn luôn ấy, mà phải là kai sha, kai sha thì là ka cao, là sai, kai sha ý là watashi no kai sha wa, chứ không phải watashi no kai sha wa, là sai đấy. Thì những cái nhỏ nhỏ như thế, thực sự các bạn sẽ thấy là đến lúc mà mình nói, mình thấy người ta nói xong là mình nghe thấy là mình nói đúng ấy, thấy thích vô cùng luôn. Hoặc là những cái từ ví dụ hôm qua nhá, lúc mà chị đi dịch cho cái ông đấy, chị nói cái từ nishi, cái số 20 ấy, chị bảo ông ấy là viết ngày tháng vào đây là ngày 20 tháng 9, là hôm qua là ngày 20 đúng không, hay 21 gì đấy, nó hôm thứ 6 ấy, là ngày 20 đúng không. Thế chị mới nói là nijiu kaite kudasai, thế là ông bảo nijiu, thì lúc đấy mình biết là mình nói sai, em hiểu không? Có nghĩa là ông ấy vẫn hiểu nó là 20 đúng không, nhưng mà ông ấy muốn confirm lại ấy, thì ông bảo nijiu, đấy là mình nói sai rồi đấy. Là mình học được là lần sau mình sẽ nói là niju chứ không phải là niju. Thì các bạn có thể về các bạn search là ju, niju, sanju, yongju,
goju, rokju. Đấy. Thì những cái mà kiểu niju, sanju là accento đấy. Nhưng mà lúc mà mình nói là niju kaete kudasai là mình nói sai rồi. Mình bị cư xê. Mình phải là niju. Ko chira de hisuke o kaete kudasai kyō niju dakara. Đúng không? Chứ không phải kyō a niju dakara. Là sai. Đấy, những cái nhỏ nhỏ như thế khi mà mình bắt chước được ấy, đến lúc mà mình thấy là à để ý những cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế, chị thấy rất là thích. Đấy thì là chị mong là các bạn sẽ cố gắng nghe những cái gì mà người Nhật người ta nói trong cái công việc của mình ấy. Mình đi mình bắt chước lại. Thì các bạn thử nhá. Thử hôm nay thử chọn một cái câu nào đấy về Sarin nhá. Ok. Bên tin nhắn em có gửi mọi người một cái trang mà mình nhập câu đấy, nó đúng, có nhập lên xuống ấy. Chuẩn luôn. Trang đấy. Đấy. Thì là mình có thể, nếu như mình không nghe thấy thì mình có thể tham khảo và mình nghe lại. Ok. Rồi, tiếp. Đấy, hôm qua nói cái từ niju, sao mà niju? Em biết ngay mình nói sai à? Đó mình bắt trước à? Hay niju. Cái em này. Cũng hay bị dính cái dục cô. Cậu mình nói cái lúc mà mình nói mình không để ý ấy. Nhưng mà khi mà mình đã nhận ra rồi ấy, khi mà mình đã nhận ra là mình nói sai ấy, chị thề các bạn là sao không bao giờ mình nói sai nữa. Từ cai sạng đấy, ngày xưa lúc nào chị cứ nói cai sạng. Thế nên lúc mà học với cô Mai ấy, cô bảo là tại sao Hồng cứ nói cai sạng không phải, mà chị cứ bắt chước đi bắt chước lại nhiều lần nhưng vẫn sai. Sau cái lúc mà mình đọc trong một câu ấy, mình lại sai tiếp, mà chị phải sai đến phải đến 5-6 lần cái từ đấy. Xong là khi mà mình bắt chước được rồi ấy, mình thấy mình sai chỗ nào rồi, mình nhận ra là mình sai chỗ nào rồi ấy, là không bao giờ sai nữa luôn. Sau đến lúc mà mình nghe cái đứa bên cạnh mình nó nói sai ấy, mình chỉ cười thôi. À, lúc đấy mình nhận ra rồi mà. À. Tiếp. Thì đến lúc hôm trước thấy cái bạn người Nhật, cái bạn nữ người Nhật bạn nói là kaisha. Thế là mình nghe à đúng rồi, chính là như thế. Thế là sau mình không bao giờ nhầm nữa. Những cái nhỏ nhỏ như thế nó làm cho mình vui ấy. Thì đây, tiếp tục học tiếp. Tiếp nha. Rồi, đấy là bài hôm trước. Hết bài hôm trước rồi đấy. Bài hôm nay chắc là mình chỉ qua được một tí thôi, tầm 5-10 phút. Bài hôm nay là gì nhỉ? Đây, bài hôm nay là hoàn thành tốt hơn hoàn hảo. Thì trong cái bài này chị cũng gửi cho các bạn rồi đấy. Nhưng mà vì nó chỉ còn có 10-15 phút thôi, nên là chị đang định là không đọc cái đoạn này trước, mà hôm nay mình làm ngược một tí. Mình làm ngược một tí. Đó là mình sẽ làm cái phần ngữ pháp này trước. Sau là buổi hôm sau mình quay trở lại cái phần bài đọc và mình sẽ thêm một số các cái ví dụ khác nữa. Đấy nhá, thì là mình sẽ đi một hai trang thôi. Rồi tuần sau mình sẽ ôn lại bằng cái cách là đọc lại ở trong cái bài đọc này. Đấy, vì là bài hôm nay nó hơi dở một tí từ bài hôm trước nên là mình sẽ làm ngược như thế. Thì bây giờ cái từ này. Chị đã có cái từ đầu tiên là cái từ hobo. Cái từ này chị thấy cũng dùng nhiều vô kể luôn chứ không phải là dùng ít luôn. Dùng rất nhiều. Cái lúc mà chị search ở trên cái phần mềm chat work của công ty chị hiện tại ấy, thì cái từ này nó ra và nó là vô đối. Có nghĩa là còn không biết lấy từ nào luôn, tại vì hầu hết các cái từ thì nó lại liên quan đến dự án nên là lấy ra thì nó hơi cụt, các bạn cũng sẽ không thể nào hiểu hết được. Nên là chị lại bắt buộc chị lên trên mạng, chị tìm cái label của cái từ hobo này. Và chị có lấy được một số từ mà chị thấy hay, một số cái câu mà chị thấy là hay dùng ở đây mà chị đã từng gặp rồi. Thứ nhất, cái câu này thì lấy từ trong cái cuốn sách sổ tay đọc dịch của chị này. Là cái câu này hôm trước mình cũng đã nói một lần rồi đấy. Là gì? Kare wa hobo tsune ni, đúng không? Hobo tsune ni hanasu aite yori mo oku no chisuki o motteru. Thì hôm buổi đầu tiên trong cái buổi offline ấy, mình có nói cái từ oku này khi ghép với danh từ thì nó không dùng là oi no chi, oi chisuki. Đúng không? Oi chisuki là nghe nó hơi hên rồi đấy. Mình phải là gì? Chuyển nó thành dạng danh từ là oku no chisuki. Cái này ok các bạn nhớ không buổi đầu tiên chưa?
là motte được là gì, có một cái kiến thức nhiều hơn. Ở đây nó có yori mố, ở đây là hơn, so sánh hơn kém, đúng không? Bữa hôm trước mình cũng có học là fudan yori là gì, hơn so với bình thường. Còn đây là aite yori mo là nhiều hơn so với đối phương. Đấy thì cái từ yori này hay dùng này. Hanasu aite yori mo là lúc nào cũng làm sao có cái kiến thức nhiều hơn cái người mà nói chuyện cùng. Thì ở đây mình gặp cái từ là hobo tsune ni, có là hầu hết lúc nào cũng thế. Thì cái từ hobo tsune ni này hay là chị đã từng gặp này. Lúc nào cũng như thế, thường xuyên là như vậy. Tiếp đến này, ở đây nó có cái từ hobo là hầu hết. Hầu hết, hầu như. Ở đây nó có cái từ là siêu phúc cự. Siêu phúc cự ở đây là gì? Phục hồi lại như cũ. Đúng không? Kanozo to no kanke wa hobo siêu phúc cự de kita ga. Có là hầu hết là đã hồi phục lại hoàn toàn rồi đấy. Hầu như là hobo ở đây là hầu như là gần như là 100% rồi đấy. Gần như là 100% rồi đấy. Thì là hầu như là cái mối quan hệ của mình với lại của tôi với cô ấy gần như là đã hàn gắn lại được rồi, đúng không? Gần như là hàn gắn được rồi đấy. Nhưng mà vẫn kanzen dewanai là vẫn chưa hoàn hồi phục, chưa bình thường hẳn được 100%. Nên là shinju ni narazaru oenai. Thì cái ra được oenai là trong cái buổi offline đầu tiên mình cũng học rồi. Nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Alo, alo. Còn nghe đấy không nhỉ? Vẫn nghe đúng không? Ra được ôi này là gì? Không biết á. Phải à? Phải, nhưng mà nghĩa phải đây nghĩa là gì? Là kiểu như là vì có một lý do nào đó nên là mình buộc phải làm như thế. Đành phải làm như thế. Không muốn làm nhưng vẫn phải. Vẫn phải làm. Đúng không? Vậy là thì là mình phải thận trọng ấy, có nghĩa là kiểu là cô ấy vẫn đang giận ấy, đúng không? Lành thì lành thế thôi. Nhưng mà chưa lành hẳn được. Á, phải cũng phải nịnh nịnh thận trọng tí, đúng không? Giống kiểu mình thế, đúng không? Chính xác con gái chúng ta. Tiếp. Ở đây nó có hobo pronami. Pro đọc là gì? Đây này, đọc accento mình không chuẩn lắm. Có là gì? Nami ở đây nó cũng hay dùng này. Ví dụ như là người mình như là người pro chứ, đúng không? Giống như là một người chuyên nghiệp rồi đấy. Hobo là gần như là hobo đây là kiểu 8-90% là như là người chuyên nghiệp rồi. Nhưng mà làm sao giặc căng phu an tê, có là cái vị của món ăn của mình, của cái cô đấy là vẫn có cái gì đấy là chưa ổn định, hay còn gọi là vẫn có những cái hôm là ngon, có hôm thì không ngon ấy. Cái ajinobaran sự này, cái vị thì có hôm thì mặn, có hôm thì hơi nhạt một tí. Nên là đan cai ní nai có là chưa phải làm sao? Chưa phải cái giai đoạn là có thể mở được cửa hàng, gọi là vẫn cũng pro rồi đấy, nhưng mà chưa thể nào mà mở được cửa hàng. Đúng không? Rồi, đây câu này nữa này. Hobo mainichi osake o nonde node. Hầu hàng ngày, hầu như ngày nào cũng thế. Có là 10 ngày thì đến 9 ngày rưỡi đấy, kiểu thế. Hobo mainichi ở đây là 10 ngày thì đến 9 ngày rưỡi uống rượu rồi. Nên là nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì là sẽ tai chỗ kuzu shite shimau daro. Thì sẽ làm sao? Sẽ coi như là gì? Pha là gì đấy? Đúng không? Sẽ yếu à? Sẽ phá hủy cơ thể. Rồi thì đấy là đấy là các từ hay dùng nhá. Bây giờ mình thử dịch như này. Không phải. Ví dụ đâu cơ mà, chứ có cái từ hô bộ cơ mà. Lúc nãy chị tưởng chị có ví dụ nữa thêm mà nhỉ. Đấy. Nhầm rồi, đấy. Thì là cái hô bộ đây là chính là các cái ý đấy. Bây giờ nói một cái câu ví dụ này. Báo cáo gần như là đã xong rồi. Mai là tôi có thể nộp được cho bạn. Thì nói nào. Báo cáo gần xong rồi.
báo cáo gần xong rồi, hầu như là xong rồi. Mai là tôi có thể nộp được. Nói nào. Hoặc là một câu nữa này. Thông tin kiểm kê ra thì những nội dung khác hầu như đã xong rồi. Nói nào nhỉ, cái này thì ngoài rất là nhiều, ngoài phần không, ngoài chị nói trong IT nhé, ngoài chức năng login ra thì hầu hết thì các chức năng còn lại hầu như đã xong. Đấy, bây giờ cái từ hầu như đấy thì là các bạn dùng cái từ gì rồi? Hô bộ nhá. Hô bộ 80-90% là coi như là ok rồi. Thì bây giờ các bạn nói như nào trong hai câu này? レポートをほぼ完了ですので、明日提供できると思います。提供？いや、出す。あ。提供、提供は、cung cấp、không dùng、提出す、đúng rồi。提出す thì hay hơn、hoặc là、出す、được。Tê sức sự hoặc là đa sự thì hay hơn. Lepoto đúng không? Ồ, tê sức sự sao? Hầu như thì là hô bộ kanio stemas no de đúng không? Lepoto á. Ở đây lúc đấy bạn ấy dùng là ố. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp này thì chỉ nghĩ là lepoto quá thì sẽ hô bộ kanio hoặc là can xê đi, đúng không? Thì nó mít cho đô màu nhất. Ừ, simasta no de đúng không? Asta, 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 reporto, asta, te sư chữ, đề ký rữ. Nếu mà phải te sư chữ, đề ký rữ, tốt, ố, omoimas, thì có cái từ omoimas này vào thì nó mềm hơn đúng không? Tiếp, ngoài chức năng login ra thì các chức năng còn lại hầu như đã xong. Gì? Chức năng login thì là login. Chức năng thì là kino. Login kino. Igai, đúng rồi, igai. Oka no kino wa hobo fandio shimasu. Ok, đấy thì nếu như chị thì chị nói rằng là tiếng Việt của mình thì là các chức năng còn lại hầu như xong, nhưng mà chị chỉ cần nói login kino igai hobo kanryo shimasu no de. Có là chị cố cái chị để cái đoạn này thì nếu như mà dịch word by word thì là vẫn ok, nhưng mà nếu như mà mình nói là y gài rồi đúng không, tức là ngoài cái a ra thì là tất cả đều xong hết rồi thì mình thậm chí mình cũng không cần nói cái đoạn này nữa, thì chị có thể nói login kino y gài hobo kanryo shimasu no de. Đấy thì coi như là mình cũng sẽ hiểu là ngoài cái chức năng a ra thì chức năng còn lại là xong hầu như hết rồi. Đấy gì tên gì đó. Đấy thì ý là như vậy, thì nó có từ hô bộ can liều, hô bộ can xe này, hoặc là hô bộ gì đấy, hô bộ onaji này. Nó có một số từ mà mình hay dùng như là hô bộ onaji này, hầu như là giống nhau này. Nayo, ví dụ như là có là nayo ga hô bộ onaji, là cái nội dung khá là giống nhau. Đấy, thì đấy là cái phần hô bộ nhá. Cái kotoni này hôm trước mình học rồi này, là đi với cái tính từ đuôi, tính từ miêu tả cảm xúc ấy, thật là đáng sợ, thật là đáng yêu, rồi thật là gì đó. Thì có một số từ này, các bạn thử dịch xem nào. Hai câu này dịch xong thì nghĩ nó thể sử dụng cấu trúc là kotoni. Ví dụ như là janena kotoni là thật là đáng tiếc nọ kia, hoặc là thật là uresu. Ở đây là odoroita kotoni, thật là bất ngờ là ABCD.
Thì bây giờ trong câu này, thật biết ơn, bà của tôi rất khỏe mạnh và năm nay sẽ tròn 100 tuổi. Thì nói nào, cái từ biết ơn ấy là gì? Không phải từ can xạ đâu nhá, nói luôn. Arigatai kotoni. Đúng rồi, arigatai kotoni, chính xác. Thật biết ơn, bà của tôi khỏe mạnh và năm nay sẽ tròn 100 tuổi. すごく元気で今年100歳になります。 Đúng rồi. Đấy. Đúng không? Genki de. Rồi tiếp, thật may mắn vì trong cơn bão gia đình tôi tất cả đều khỏe mạnh. Vẫn là may mắn. May mắn thì dùng từ gì? Hả? Tự nhiên em tới lúc này. Hin tổ là xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt. Arigatai koto. Arigatai koto ni. Đúng không? Đấy, đúng không? Ý chị nói là trong một từ tiếng Nhật thì nó sẽ có nhiều từ tiếng Việt đi kèm ấy, giống nhau ấy. Đúng không? Thì biết ơn với may mắn thì chả là một. Chị cố tình chị để như này thôi, tại vì dịch thì vẫn dịch là thật biết ơn được, đúng không? Nhưng mà nếu như trong trường hợp mà dịch từ Nhật sang Việt thì thoải mái, mình dùng từ nào cũng được. Nhưng lúc mà mình dịch từ Việt sang Nhật ấy, mình cứ đi tìm cái từ may mắn, đúng không? Mà mình không nghĩ luôn cái từ này, thì lúc một từ tiếng Nhật này mình phải nghĩ ra nhiều từ tiếng Việt khác nhau tương ứng. Để đến lúc mà mình dịch ngược lại ấy, thì mình còn biết được là à, cái từ đấy tiếng Việt nó nói là A, B, C, D, E, F. Nhưng mà thực chất thì tiếng Nhật mình chỉ cần dùng một từ thôi. Đấy, thì đấy là cái cách từ trước giờ chị vẫn hay làm, là một từ tiếng Nhật chị nghĩ ra nhiều từ tiếng Việt tương ứng, và sau này khi mà nhiều từ tiếng Việt được nói ra cùng, được nói ra nhiều từ giống nhau, thì chị sẽ chỉ sử dụng một từ thôi. Tại vì tiếng Nhật thì mình ngôn ngữ của mình kém hơn mà, thì là mình phải đi làm như thế. Đấy, thật may mắn thì trong cơn bão typhoon Onaka demo kazoku zenin genki de sugoshite imasu. Hôm trước có cái từ sugosu này rồi đúng không? Hôm trước mình có cái từ là sugosu là cuối tuần thì là bạn làm gì ấy? Vào ngày nghỉ thì bạn đang làm gì ấy? Nhớ câu đấy không? Ai nhớ câu đấy không? Có chị. Là gì? Kyujitsu. ベトナム人は休日何をして過ごして過ごしますか。Đúng rồi, 過ごすんですか。Đúng không? Thôi lấy câu bản chất câu gốc của mình là 何をして過ごすんですか。Còn nếu mà bình thường sẽ là 何をして過ごしていますか。Đấy, thì cái từ 過ごす này là kiểu sống một cuộc sống hàng ngày, hoặc là trải qua cuộc sống hàng ngày thường ngày như nào ấy. Đấy. Thì đấy là cái bài hôm nay. Rồi, đấy là nội dung ngày hôm nay. Vậy bài tập về nhà hôm nay mình là gì ta? Đầu tiên là chọn một cái câu nào đấy trong cái video này, thử luyện một câu thôi cũng được nhá. Shadowing thử xem, rồi gửi lên nhóm này. Tìm các cái ví dụ mà có ngữ pháp tối ưu kanji này. Rồi ngữ pháp mới ngày hôm nay là Hobo và Kotoni. Đấy, còn buổi sau thì nó sẽ có là đọc lại cái mấy bài này. Và nếu mà được các bạn làm cho chị cái này. Thử viết 5-10 câu bằng tiếng Nhật nói về suy nghĩ hoặc cảm xúc của bạn sau khi đọc về cái thí nghiệm của cái bài hoàn thành tốt hơn hoàn hảo này. Cái tại sao mà lại có cái phần này? Tại vì chị sẽ định nói cho các bạn về cái kinh nghiệm của chị, cái câu chị hiểu về cái câu hoàn thành tốt hơn hoàn hảo là như thế nào.
Thì là đến bữa sau chị sẽ định nói về cái đấy. Chị sẽ cũng sẽ chị đã viết tạm ở đây rồi, chị sẽ viết lại bằng tiếng Nhật và sẽ chị sẽ định chia sẻ cho các bạn biết là cái hoàn thành tốt hơn là hoàn hảo trong cái suy nghĩ của chị nó là như thế nào và chia sẻ với mọi người. Thì các bạn cũng thử viết 5 đến 10 câu bằng tiếng Nhật nói về suy nghĩ của mình xem là khi mà đọc cái thí nghiệm về cái thí nghiệm trong cái bài này thì các bạn nghĩ như thế nào và sẽ định thực tế làm ra sao nhá. Ok, đấy là buổi ngày hôm nay. Ok nha. Rồi. Mọi người còn câu hỏi gì không? Hôm nay thấy thế nào? Có áp dụng được không ta? Hả? Cái gì? Dạ hôm nay không áp lực tại hôm nay tám nhiều. À tám nhiều. Rồi áp lực. Thế hôm trước áp lực quá. Hôm nay ít đúng không? Hôm nay ít mà nói cũng hết tiếng rưỡi nè. Sao nói gì lắm ghê ta? Không, nhưng hôm nay toàn cấu trúc hay mà. Em cũng thấy vậy. Ok, rồi. Thế nhá, có ai có ý kiến gì không? Nhớ là gặp được cái câu nào trong thực tế mà áp dụng được ấy, nhớ là phải chia sẻ lên cho mọi người cùng biết nha. Chị vui nhất cái đấy luôn. Gọi là trong thực tế của mình thấy là mình bắt gặp cái mà trong các cái buổi này mình có, đúng không? Trong những cái cuốn sách của mình đã đọc, trong những cái thứ mà mình đã đọc mà mình thấy rằng là à đúng rồi, trong thực tế nó nói như thế, nó có cái từ đấy, mình áp dụng được, mình nghe thấy được, thì đến lúc đấy nó mới là cái kiến thức của các bạn nhé. Còn các bạn nghe à đúng rồi, nghe thì là đúng, nhưng mà mình đến lúc nào, phải đến khi nào mình thấy trong thực tế của mình gặp và mình thấy à đúng rồi và mình có thể áp dụng được nó thì nó mới là kiến thức của bạn. Còn hiện tại bây giờ nó mới chỉ là kiến thức ở đâu đó, chưa phải của bạn. Thì đến lúc mà các bạn thấy rằng là ngộ ra rằng là à đúng rồi thì đến lúc đấy chia sẻ cho chị nhá. Đúng rồi, nghe thì thế đúng rồi, áp dụng đúng rồi. Thì đến lúc đấy nó là của bạn thì các bạn hãy chia sẻ lại nha. Chờ những cái đấy vào những ngày tiếp theo. Thế nha. Bye bye cả nhà. Dừng ở đây nha. Cảm ơn chị. Bye bye mọi người. Yes me. Yes me.